Người ta ép dầu ép mỡ, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Điều này thì có thể đúng với ai thì được, chứ chắc chắn là không phải là bà Trần Lệ Xuân cùng với chồng của mình, ông Ngô Đình Nhu. Khi được giới thiệu với cô gái 15 tuổi Trần Lệ Xuân lần đầu tiên ở Hà Nội, ông Nhu đã ngót 30 tuổi và thu hút rất nhiều ánh nhìn của người đối diện nhờ cái dáng vẻ điển trai, thư sinh cộng thêm một chút trải đời. Thêm vào đó, gia thế tốt đẹp của gia đình ông ở Huế cũng là một điểm cộng đầy mạnh mẽ. Lúc này thì Lệ Xuân vẫn sống trong những nỗi bẽ mặt hàng ngày mà gia đình bà gây ra. Cho nên ý nghĩ về việc kết hôn với người đàn ông này sẽ giúp bà được giải phóng một cách hoàn toàn. Không dừng lại ở đó, cuộc sống quá đủ đầy và ngập trong những buổi tiệc tùng với đủ loại người. Những mối quan hệ trong luồng ngoài luồng của bố mẹ cũng làm cho bà phát chán. Dù vậy, mọi mong cầu của bà về cuộc hôn nhân chóng vánh này xem ra đã không được đền đáp rồi. Trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng Taka tìm hiểu. Trái đắng dành cho phu nhân Việt Nam Cộng Hòa Trần Lệ Xuân, hơn 4 thập kỷ lưu vong và sự ra đi trong cô độc. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua về thân thế bóng hồng bên cạnh ông Trần Đình Nhu để xem có gì đặc biệt hay không. Trước khi trở thành vợ của cố vấn chính quyền miền Nam Việt Nam Ngô Đình Nhu, Madame Nhu có tên khai sinh là Trần Lệ Xuân. Bà sinh vào năm 1924 tại Hà Nội, là con gái thứ hai của luật sư Trần Văn Trương và bà Thân Thị Nam Trần, cháu ngoại của Hoàng đế Đồng Khánh. Được biết là mẹ của bà Trần Lệ Xuân đã sinh ra cô con gái đầu lòng Trần Lệ Chi vào năm 14 tuổi và hoàn toàn tuyệt vọng khi mà Trần Lệ Xuân ra đời do áp lực sinh con trai nối dõi tông đường. Vốn đã mang cho mình sự thiệt thòi khi mà sinh ra không đúng ý nguyện của gia đình, bà Lệ Xuân bị bỏ lại và trải qua tuổi thơ theo chân những người làm vườn và thỉnh thoảng còn phải chăm sóc đàn gia súc. Cha mẹ thì hoàn toàn không ngó ngàng gì tới Lệ Xuân, cho đến trận ốm thập tử nhất sinh thì họ mới trở về. Vào năm 1935, khi mà cô bé Trần Lệ Xuân mới 11 tuổi mà thôi, đã tình cờ bắt gặp cảnh mẹ của mình ngoại tình với ông Labour, một luật sư người Pháp ngay tại phòng ngủ của bố mình là luật sư Trần Văn Trường. Từ lúc đó, mối quan hệ giữa hai mẹ con đã bị rạn nứt mà không sao hàn gắn được nữa. Sống bên cạnh người mẹ đa tình và người chị có lối sống phóng túng, Lệ Xuân ít nhiều bị ảnh hưởng. Chính vì thế thì trước khi biết yêu, Lệ Xuân đã biết nhiều về kiến thức tình dục qua những quyển sách dạy vỡ lòng ân ái của Pháp. Đây thì là những thứ mà Lệ Xuân luôn đọc mỗi đêm trước khi đi ngủ. Cũng như người chị Trần Lệ Chi, Lệ Xuân được học tiếng Pháp, học đàn dương cầm, học múa với nữ giáo sư Parmentier, theo mốt thời thượng của một tiểu thư con nhà quý phái lúc ấy ở Hà Nội. Ngày ấy, những người đàn ông tri thức nhưng mà háo sắc thì đeo bám bà Nam Trần nhiều không thể nào đếm được. Thế nhưng họ lại tuyệt nhiên chẳng bận tâm đến Lệ Xuân, một cô gái mới lớn. Chính vì vậy, Lệ Xuân đâm ra ghen ghét và bực tức với chính mẹ của mình. Vì Lệ Xuân cũng muốn được nhiều người đàn ông si mê, để ý như vậy. Không biết là các bạn cảm thấy sao, chứ riêng tôi có phần hơi gai gai người trước lối suy nghĩ này của thiếu nữ Lệ Xuân. Thậm chí là nghe nó có phần hơi bệnh hoạn, phải không nào? Bị chinh phục ngay sau lần đầu gặp mặt, ông Nhu phải hủy hôn gấp với người cũ để cưới cho kỳ được Trần Lệ Xuân. Tuổi nhỏ đã va chạm quá sớm như vậy, ít ai ngờ được người chồng sau này của cô gái đa tình Trần Lệ Xuân lại chính là Ngô Đình Nhu, cậu ấm, con cụ thượng sứ Huế. Khác với những người khác, cậu ấm Nhu suốt ngày chỉ biết vùi đầu trong sách vở và chưa từng biết mùi vị đàn bà là gì. Trong buổi khiêu vũ do bà Nam Trần tổ chức vào tháng 6, Ngô Đình Nhu đã gặp cô nàng Trần Lệ Xuân. Chính trong cái lần đầu gặp gỡ, Nhu đã bị hớp hồn bởi cái nhìn tình tứ khiêu khích của Lệ Xuân. Đến buổi tiệc thì Nhu ngồi góc phòng với một cốc nước ngọt, quan sát mọi người khiêu vũ. Nhu thì không biết nhảy, trong khi khiêu vũ đang là phong trào dưới thượng lưu lúc bấy giờ. Cậu ấm cũng không biết tán tỉnh, nịnh đầm và cũng không hề có bạn gái. Mặc dù đã tốt nghiệp đại học loại giỏi bên Pháp, đang giữ một vị trí quan trọng ở Thư viện Đông Dương, nhưng mà Nhu lại khốn khổ vì những mặc cảm của một thanh niên thành đạt, có cuộc sống xa rời với giới thượng lưu. Chứng kiến những người đàn ông vồn vã săn đón Lệ Xuân, Nhu nôn nao trong lòng. Từ lâu, ông đã nghe những lời bàn tán về chị em Trần Lệ Xuân trong giới trí thức của Hà Thành. Thế nhưng mãi đến tận bây giờ, cậu ấm này mới có dịp nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt. Và tiếng đồn quả thật là không sai. Hai cô tiểu thư của luật sư Trường đúng là sắc nước hương trời, thông minh khéo léo không ai sánh bằng. Bị tiếng sét ái tình đánh trúng, từ hôm đó, Nhu luôn có mặt trong những buổi chiêu đãi rùm beng trong ngôi biệt thự sang trọng trên đại lộ Carroll. Chưa đầy nửa tháng sau,
gia đình Nhu đã rồng rắn mang đồ sính lễ từ Huế ra Hà Nội xin dạm hỏi cô tiểu thư thứ hai nhà họ Trần cho cậu ấm thứ tư nhà họ Ngô. Trước đó, trong lần đầu tiên gặp gỡ, Trần Lệ Xuân hoàn toàn không ấn tượng về Ngô Đình Nhu. Mang danh là cậu ấm, nhưng mà Nhu gần bằng tuổi với mẹ nàng, bà Nam Trần. Tuy nhiên, do muốn thoát khỏi gia đình và những cái trận cãi vã với mẹ, Lệ Xuân quyết định quyến rũ Nhu khi mà cậu ấm này đã cầu hôn với cô con gái thứ của cụ Án Long, em vị ngự tiền văn phòng hoàng đế. Nhu bị Lệ Xuân làm cho thất điên bắt đảo, đến nỗi phải đích thân đến nhà cụ Án Long bãi hôn và nhắn người nhà từ Huế mang sính lễ ra xin thông gia với ông bà luật sư. Hôn lễ giữa Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu cử hành nửa tháng sau ngày dặm hỏi tại nhà thờ lớn Hà Nội. Trong tiếng chuông đổ dồn náo nức, Lệ Xuân kiêu hãnh cầm tay chồng từ trong nhà thờ bước ra. Họ toàn bước lên xe hoa thì bỗng tiếng còi báo động rú lên khắp bốn phía. Cả đoàn người dự lễ cưới xôn xao, chưa kịp chạy thì đã nghe tiếng ầm ầm của phi cơ đồng minh anh tạc trên bầu trời. Những phát đạn của phòng không Nhật Bản từ phía Gia Lâm bắn lên trắng trời Hà Nội. Tiếp theo là những tiếng nổ dữ dội của những quả bom hạng nặng ném xuống làm rung chuyển cả thành phố. Cuộc oanh tạc đầu tiên của máy bay Mỹ nhằm vào quân Nhật đang chiếm đóng Hà Nội đánh dấu ngày Trần Lệ Xuân lấy chồng. Cứ như thể là điềm báo trước cuộc sống vợ chồng gặp nhiều sóng gió của họ. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây khi mà dục vọng của người đàn bà là quá lớn. Từ sau đám cưới, Lệ Xuân được mọi người gọi với cái tên là bà Nhu và đi xây dựng một gia đình của riêng mình. Tuy nhiên, rất nhiều tài liệu đã ghi lại rằng cuộc hôn nhân của bà Nhu hoàn toàn không có tình yêu và ông Ngô Đình Nhu hoàn toàn không phải người đàn ông đích thực của đời bà. Trong cái cuốn nhật ký của mình, bà Nhu đã thể hiện rõ sự lo lắng thường trực về cuộc hôn nhân với ông Nhu, khi cho rằng chỉ có một lần chồng khiến bà ngạc nhiên khi tỏ ra ân cần với vợ, mua tặng vợ một chùm đèn pha lê nhân kỷ niệm ngày cưới của họ. Người đàn bà này luôn than thân trách phận, anh ấy không còn đủ trẻ để làm gì hơn. Thậm chí, mình ngày càng bớt yêu anh ấy. Chính là lời tự thú của Trần Lệ Xuân đau khổ viết cho chính mình khi mà bị bóp nghẹt từ từ trong cuộc hôn nhân không còn đủ đầy đam mê. Ngay cả là khi đã có với nhau bốn mặt con, không khí trong gia đình Ngô Đình Nhu cũng chẳng có gì khá khẩm hơn. Bà Nhu thường xuyên cho rằng chính ông chồng đã xài hết thời trẻ trung theo cách của riêng ông, để cho bà, một người phụ nữ đương xuân thì ở tuổi 34, phải tìm mọi cách để tự mình xoa dịu đi trước ngọn lửa dục vọng. Cứ như thế, bà đã sống hết cuộc hôn nhân đó cho đến ngày con gái lớn của mình bị tai nạn xe hơi và qua đời. Còn chồng bà cũng bị giết mà chưa bao giờ thấy được một tình yêu trọn vẹn. Cuộc sống lưu vong và cháy đắng dành cho người đàn bà của Ngô Đình Nhu sau 10 năm. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, khi mà Trần Lệ Xuân và con gái đang trú ngụ tại khách sạn sang trọng Queenside Hotel ở Beverly Hills, California, Mỹ, thì hay tin chồng và anh chồng bà đã bị giết. Tuy nhiên là bà không trở về nhà ngay mà lại di chuyển sang Ý, rồi hàng năm tổ chức lễ cầu hôn cho hai con người xấu số đó tại Paris, Pháp. Từ đó bà bắt đầu cuộc sống lưu vong và luôn an phận như một quả phụ, cắt đứt mọi liên lạc với những người hoạt động chính trị và giới hạn tối đa cái việc tiếp xúc với báo chí. Điều này khác hẳn với sự bóng bẩy về ngoại hình và sự năng nổ khi còn ở trong nước. Khoảng đầu thập niên 90, bà Trần Lệ Xuân đến sống tại vùng Riviera, Pháp và sau đó không lâu, bà Nhu dọn đến ở trong một căn phòng nhỏ trên tầng lầu thứ 11 của tòa nhà chung cư gần khu kỳ quan tháp Eiffel thuộc quận 15 thủ đô Paris. Trên 40 năm sống lưu vong tại châu Âu, tại Ý cũng như ở Pháp, một mệnh phụ phu nhân hết thời khi đó cũng chỉ dám sống rất là tàn tiện với nguồn thu nhập khiêm nhường từ một căn phòng cho mướn. Vào năm 1967, cô gái Ngô Đình Lệ Thủy của bà qua đời trong một tai nạn xe hơi ở Paris. Sau đó lại đến lượt con gái thứ là Ngô Đình Lệ Quyên, cũng qua đời trong một tai nạn xe hơi vào ngày 16 tháng 4 năm 2012 tại Ý. Tháng 7 năm 1986, em trai của bà, ông Trần Văn Khiêm, bị kết tội cố sát cha mẹ già là ông bà cựu đại sứ Trần Văn Trường tại tư gia thủ đô Washington. Sau cùng không ai có thể ngờ, phần đời còn lại của bà Xuân lại chìm trong đau thương, mất mát và cái sự cô đơn bao phủ đến nhường này. 2 giờ sáng đúng ngày lễ phục sinh, Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2011, Madame Lệ Xuân đã chút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Rome. Bà thanh thản ra đi, kết thúc một cuộc đời đa đoan như một chuyến phiêu lưu, hưởng thượng thọ 87 tuổi. Nói hồng nhan bạc phận xem ra vẫn đúng trong rất nhiều trường hợp phải không nào? Các bạn có suy nghĩ gì về cuộc đời của phu nhân Ngô Đình Nhu?
chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Chân thành cảm ơn các khán giả của Tagawai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những nhân vật lịch sử đặc biệt khác nữa.